Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại em đang ở Hyundai Bắc Ninh. Thì trước mặt em đây, đó là chiếc Hyundai Creta phiên bản đặc biệt màu đen. Và đây là chìa khóa xe của nó. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn quý anh chị tính năng đèn đổ từ xa và một số thao tác liên quan đến chiếc chìa khóa của chiếc Creta này. Và báo giá lăn bánh của Creta phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt thời điểm cuối năm 2023, để anh chị có thể mua được những chiếc xe giá tốt đón Tết Giáp Thìn 2024. Thì trước tiên là tính năng đèn đổ từ xa, thì em thao tác như sau: ấn hai lần nút khóa xe và giữ nút hông, thì chiếc xe sau khoảng 3 giây nó sẽ được đèn đổ từ xa rồi. Khi mà đèn đổ từ xa này thì sẽ giúp cho quý anh chị là mình sẽ khởi động xe và sẽ làm mát xe, khởi động xe sẽ cho máy nó trơn tru và ấm máy, mình có thể là sử dụng xe được luôn. Và thứ hai là làm mát xe trong thời tiết mùa hè nóng thì anh chị có thể lên xe là được thoải mái nhất. Cái đèn đổ từ xa này sẽ tự động tắt khi 10 phút và ấn nút hold này thì chiếc xe sẽ tắt đèn đổ từ xa. Đó, một tính năng nữa là hệ thống xuống kính bằng chìa khóa. Anh chị ấn giữ liền nút mở khóa xe thì những cái cửa nào có hệ thống kính auto thì sẽ tự động xuống ạ. Đây, như trường hợp cửa bên lái đã xuống kính rồi. Và ngược lại, em ấn nút khóa xe thì kính sẽ tự động được kéo lên. Lưu ý là ấn liền giúp em nhé, giữ liền ạ. Rồi, về vấn đề về giá xe thì hiện tại phiên bản Creta tiêu chuẩn có mức giá niêm yết là 640 triệu. Thì hiện tại đại lý bên em đang giảm giá cho quý hàng những xe 2023 là 592 triệu và những xe 2024 là rơi vào khoảng 602 triệu. Lăn bánh thì rơi vào khoảng là 658 triệu và lăn bánh trả góp là chỉ cần 193 triệu là anh chị có thể trả góp được rồi. Với mức lãi suất là 0,7% trên tháng, thời gian vay tối đa là 8 năm. Và đặc biệt với ưu đãi lãi suất chỉ khoảng 0,7% trên một tháng. Đó. Phụ kiện tặng kèm, quý anh chị sẽ được tặng một bộ phim cách nhiệt chính hãng, bảo hành 10 năm, một bộ trải sàn da. Đây phim đây ạ. Đó, trải sàn da đây ạ. Bảo vô lăng đây ạ. Đó. Bảo hành 10 năm. Và xe thì được bảo hành 5 năm hoặc là 10 vạn km. Màu của bản tiêu chuẩn bên em sẵn có như là màu trắng, màu đen, màu đỏ. Còn phiên bản đặc biệt này thì với mức giá niêm yết của nó là 680 triệu. Và hiện tại bên em đang giảm giá cho quý hàng là còn 648 triệu. Cũng tặng kèm phụ kiện như bản tiêu chuẩn và lăn bánh bản đặc biệt này ở tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và tỉnh thành lân cận thì đâu đó rơi vào khoảng 720 triệu. Có hỗ trợ trả góp, thời gian vay 8 năm, 80% giá trị xe. Mức lãi suất là 0,7% một tháng và chỉ cần là khoảng 210 triệu là anh chị có thể là lăn bánh trả góp được chiếc xe rồi. Phiên bản tiêu chuẩn thì về cơ bản thì nó sẽ có những cái tính năng như là đèn đổ từ xa, đèn đổ start top, rồi hệ thống đèn halogen. Còn phiên bản đặc biệt này thì anh chị có thấy là những cái ưu điểm vượt trội hơn một chút, đó là hệ thống đèn full led này, rồi thì la răng sẽ là la răng phay xước, có cảm biến áp suất lốp cho cả ba phiên bản. Tay nắm cửa thì được mạ chrome, gương thì được tích hợp chỉnh điện, gập điện và gập điện tự động. Và rất tiếc Creta thì ghế lái thì vẫn là ghế lái chỉnh cơ, nhưng mà thôi, phân khúc hạng B, tiền nào của đấy ạ, chỉnh cơ cho nó bền anh chị ạ. Đến phần nội thất của xe thì cả ba phiên bản của Creta đều được trang bị tông màu nội thất đen, có những cái đường chỉ mạ bạc, mạ chrome rất là sang trọng. Ra em chỉ nêu cái giá của phiên bản đặc biệt và tiêu chuẩn thôi, vì cao cấp thứ ra đợt này cũng ít xe, và thứ hai là phiên bản cao cấp thì khách hàng sẽ ít ưa chuộng hơn là phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt. Thì trên phiên bản đặc biệt này sẽ có tính năng là ga tự động cruise control này, tích hợp gói giãn tốc độ. Khi anh chị cài đặt gói giãn tốc độ thì có đạp ga như thế nào thì xe cũng chỉ đi với vận tốc là giới hạn tốc độ cho phép thôi. Vâng.
những cái phím đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, chuyển chế độ kha tự động, rồi hệ thống đèn tự động. Hệ thống đèn tự động này thì bản tiêu chuẩn thì cũng được trang bị nha anh quý anh chị. Đây, cùng đến với phần màn hình giải trí trung tâm thì xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm với kích thước là 10,25 inch. Đó, đây là một chiếc màn hình giải trí trung tâm cùng kích thước và cùng chất lượng hiển thị với đàn anh Tucson. Trên chiếc màn hình giải trí trung tâm này thì sẽ tích hợp những cái công nghệ như là kết nối Bluetooth này, Apple CarPlay, Android Auto, có tích hợp bản đồ định vị do Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Cái bản đồ định vị này thì em đánh giá nó rất là cao. Anh chị có thể thấy là sẽ có la bàn này, rồi sẽ có giới hạn tốc độ và hiển thị tốc độ khi anh chị đang di chuyển. Mình có thể định vị được chính xác là mình đang ở đâu. Đấy, mình có thể bật GPS lên này và có thể điều hướng chỉ đường cho mình tới bất kể cung đường nào, địa chỉ nào ở đất nước Việt Nam mình. Nó rất là tuyệt vời. Hệ thống loa thì phiên bản đặc biệt này được trang bị loa Bose đã vượt trội hơn phiên bản tiêu chuẩn, và cao cấp thì cũng được trang bị đó là loa Bose nhé. Loa Bose ở đây thì có 8 loa thưa quý anh chị. Đó, hệ thống phanh tay điện tử và giữ phanh auto hold thì được trang bị cho cả 3 phiên bản. Đó, cần số thì được thiết kế thể thao giống đàn anh Tucson, và xe và là động cơ 1.5 lít động cơ SmartStream dẫn động với hộp số IVT. Hộp số IVT này thì để em giải thích thêm cho quý chị, hộp số IVT đó là hộp số có cái hệ thống cải tiến hơn so với hộp số CVT, mà nó sẽ bền hơn và nó sẽ là những cái dây đai xích bằng kim loại, sẽ bền hơn hộp số CVT và có giá thành chất lượng hơn, cao hơn một chút ạ. Đây là hệ thống hàng ghế sau của chiếc Creta phiên bản này. Đặc biệt thì cửa gió được trang bị là điểm chắc chắn rồi. Đó, bản tiêu chuẩn cũng được trang bị cửa gió điều hòa cả 3 phiên bản ạ. Có tích hợp cổng sạc này, phục vụ tính năng giải trí, và gồm những cái hộp để đồ rất là tiện lợi. Đó, hộp để đồ. Và cái khoảng sáng trần xe của phiên bản Creta thì cũng rất là cao. Ví dụ như anh chị cao khoảng 1m8 thì vẫn dư thoải mái, là cái độ cái khoảng cách đầu so với trần hoàn toàn thoải mái. Độ ngả lưng ghế thì tốt. Đó, độ ngả lưng ghế rất là tốt, có đằng sau ghế có móc khóa Isofix an toàn cho trẻ em. Phiên bản đặc biệt này thì cũng có 6 túi khí thay vì là 2 túi khí như phiên bản tiêu chuẩn. Cùng đến phần đuôi xe thì hệ thống đèn hậu dạng LED được tích hợp cho phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp. Camera lùi được tích hợp cho cả 3 phiên bản. Hệ thống cảm biến lùi 3 cảm biến thì cũng tích hợp cho cả 3 phiên bản luôn. Vâng, hệ thống tiêu hao nhiên liệu của xe thì rất là tốt. Ở đường kết hợp là khoảng 6,1 lít, đường trong đô thị là 7,6 lít và đường ngoài đô thị là 5,3 lít thưa quý anh chị. Đó, em xin phép là review qua một chút về chiếc Hyundai Creta này. Thì những cái màu xe và những cái phiên bản Creta nào anh chị thích thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên màn hình, thì em có thể báo giá và tính chính xác nhất cho quý anh chị và tặng quà tặng chính hãng. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Chúc anh chị những cái ngày cuối năm này thật là nhiều may mắn, thành công và đón một cái Tết Giáp Thìn thật là hạnh phúc. Xin chào và hẹn lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.